Rose, nàng hãy nói đi. Tại sao nàng lại lừa dối và khước từ tình cảm của ta để chạy theo tên thấp hèn đó? Đừng nói nữa, ta chỉ một mình Jack thôi. Đó, đúng rồi, bạn phải thoại như vậy đó. Titanic nằm trong máu. Trời, cái đầm đẹp của anh Hải lựa là xuất sắc luôn á. Thế này, nữ chính được không? Được. Ủa mà tôi run quá, ổng Thi mà tôi run quá trời. Bạn nói gì anh? Không có nói gì đâu anh. Hải ơi, bài thi của anh mà em run quá sao giờ? Anh cũng run đấy, nhưng mà bình tĩnh. Thuộc thoại chưa? Thuộc rồi. Ok không? Ok ha. Thầy cô sắp tới cho anh. À, tới rồi. Mấy bạn, giới thiệu mấy bạn. Bạn Việt Trang. Wow. Cái bạn này tôi thấy trên tivi hoài luôn á. Đúng rồi. Đây là Khánh Thi, đây là My Anh. Hai. Đó thì hôm nay bài thi của Hải thì Hải mời Việt Trang về để mà cho bài thi của Hải có thêm màu sắc, có điểm nhấn, có một chút chấm phá. Trang cũng là sinh viên của trường mình hay sao? Đúng vậy, sinh viên trường mình luôn. Nhưng đã nghỉ học. Thật ra là bị đuổi nên mấy bạn không nhớ đâu. Thôi mình bỏ chuyện đó qua đi ha. Okay. Nhưng mà sao hai đứa mặc hai cái đầm giống hệt nhau vậy? Sao giống quá ha? Thì hôm nay Việt Trang đóng vai Rose. Cascader, diễn cái cảnh nhảy xuống biển phải không? Cascader. Đâu, hôm nay Việt Trang đóng vai Rose chính thức. Ồ, vậy My Anh đóng vai gì? Ủa? My Anh không nhận được tin nhắn của Hải hả? Tin nhắn gì? Ôi chết cha. Ôi trời. Ôi chắc cho Hải xin lỗi My Anh nha. Hẹn My Anh một cái bài khác được không? Thôi bây giờ mình đóng tuyến khác. Mình làm tuyến nhân vật khác được không? Tuyến gì? Mẹ Rose. Ủa tuần này có mẹ Rose hả? Ai mà không có mẹ. Giúp anh nha. Cái gì mà giúp? Nhưng mà em chưa có tập gì, em biết gì đâu em diễn. Không, kịch bản có. Em vô trong đi, đọc kịch bản đi, có vài câu hả? Giúp anh đi bài thi của anh mà. Giúp anh đi. Đi. Tập quá. Vô lấy đồ đi nha. Ủa anh Hải quên nữa. Hả? Bạn đó mới tới bữa nay luôn á, chưa có chạy tuần hết sao thi, anh gan quá vậy? Anh mời ai là có lý do em hiểu không? Việt Trang là kinh qua bao nhiêu cuộc thi rồi, diễn ghê lắm. Diễn hay chứ không có ghê. Diễn hay lắm. Vậy là nhảy đúng không? Nhảy. Ok, vậy em tạm tin á. Trang có dặn dò chứ không? Học thoại chưa? Trời, có bao giờ Trang học thoại đâu. Hả? Oh wow, có nghĩa là đọc kịch bản một lần là thuộc liền luôn hả? Xuất sắc quá, tôi mời đúng người rồi trời ơi. Khoan, hả? Tiết mục này bao lâu? Chừng 30 phút hả? Cái gì 30 phút? Trang thi game show 15 phút là cắt rồi. Diễn gì dài trời ơi. Cái lịch làm việc của Trang rất là bận rộn. Nhìn đi, full tới tháng 12 rồi, không có thời gian đâu. Bây giờ phải đi chạy đi bào xô trễ tiến độ rồi, làm ơn đi nhanh lên. 15 phút rồi tôi tự cắt đó nha. Ok rồi, làm đi. Làm. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, tan tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với nhau mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước. Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cây trần gian. Ôi Rose, ôi Trang ơi, nàng có biết nàng đẹp lắm không? Em biết chứ. Đôi mắt của nàng sâu thẳm như đại dương, nhìn vào trong ấy ta cứ ngỡ như mình chết chìm vào đại dương ấy. Chết không? Chờ em một chút. Hả? Gì vậy? Cho chàng cái phao để khỏi chết chìm. À, ôi Rose, nhờ hành động này của nàng mà ta biết tình cảm của nàng dành cho ta thật là vô bờ bến. Rose, ta quyết định rồi. Cho dù bây giờ nàng có là vị hôn thê của bất cứ ai đi chăng nữa thì ta cũng sẽ giành lại nàng. Rose! 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 Con ở đâu? Rose! Khúc này chưa có ra mà. Trời ơi, đi vô giùm đi anh chị ơi. Có tập đâu mà biết. Ây da, trời, mẹ vợ, tự nhiên cái con nhức đầu xuống mặt, con mù mắt. Tự nhiên bị bắn mất bất tại, con liền rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Ta ở đây, làm sao con run dám ở đây? Nó ở đâu? Phòng buffet. Được rồi, ta sẽ vô phòng buffet tìm con Rose. Phòng buffet. Ôi, may quá chàng ơi. Em biến hình thành cái ống khói nên mẹ không tìm ra em. Hả? Thôi, tôi tìm. Ôi chàng ơi, chàng thật là tuyệt vời. Em dành tặng cho chàng trái tim của em. Trái tim nào nằm ở bên phải? Em nhầm. Em dành tặng lại cho chàng trái tim của em. Ôi Rose, một trái tim trinh nguyên thật quý giá. Em xin dành tặng cho chàng trái tim của em. Nó hết tập rồi nàng ơi. Rồi, nguy hiểm quá. Thôi, ta thấy nàng nên cất trái tim vô đi chứ để ở ngoài nguy hiểm quá. Em cũng thấy vậy. Để em cất vô. Xong rồi. Nàng rọc tới 2 lần lận. Không lại. Em nhớ rồi, kim em để đây. Máu nhiều quá, em phải khâu liền đây. Em ổn rồi? Ổn. Xong rồi. Ok. Rồi. Tính nhật. Tính nhật. Ôi chàng ơi, tính nhật của chàng ở đây. Tính nhật ở đây. Tính nhật ở đâu? Không cần tính nhật nữa. Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là hạnh phúc rồi, Rose, đúng không? Rose. Cái tàu có chút xíu mà đi tìm không ra con Rose. Tức quá mà. Ta nhớ rồi. Nó trong phòng buffet. Đúng rồi, chỉ có trong phòng buffet thôi. Buffet. Ôi chàng ơi, may quá em biến hình nên mẹ không tìm ra em. Nàng biến hình cái gì? Em biến hình cái buồm. Tàu Titanic làm gì có buồm. Không sao, mẹ cũng nhầm như em nên mẹ đâu có thấy em. Ôi luôn. Rose, nàng có sao không? Em anh lụm được tính vật của em rồi. Tặng cho chàng tính vật của em. Cảm ơn nàng, đây là trái tim của đại dương. Thật là quý giá. Ta phải giữ gìn món quà này thật cẩn thận. Gì nữa? Thôi. Phải gì? Đọc kịch bản đi. Gì vậy? Kịch bản ghi khẽ thở dài. Rồi, thoại đi. Chết, quên chưa đọc chữ. Trời ơi. Em đã hiểu được tình cảm của chàng. Mở ngoặt nhìn chằm chằm, đóng ngoặt. Không đọc cho chằm ngoặt. Em đã hiểu được tình cảm của chàng. Chúng ta hãy cùng nhau trốn đi. Đúng. Cái gì vậy? Ra đi, bạn ra đi. Chưa có ra hồi nãy ra. cãi lộn hai lần chửi á. Cái câu này đúng nè, chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn, mở ngoặt đóng ngoặt ra. Ra đi. Đứng lại. Ôi mẹ. Cái tên nghèo hèn kia, tính vật mà ta trao cho vị hôn thê, người đang cầm trên tay. Mà quên nữa, vị hôn thê của ta mà ngươi cũng cướp, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết. Cái này em không biết nha, tự nhiên cái bắn. Cái gì vậy? Cái này là súng lục 6 viên mà. Wow. À. Thôi đứng dậy chào đi mấy anh chị. Hết dài. Ok. Dạ thưa thầy cô, bài thi của em đến đây là kết thúc. Mấy em đang làm cái gì vậy? Mấy em làm như vậy là không tôn trọng thầy cô. Nếu làm nghề mà không nghiêm túc thì dừng lại đi. 1 năm sau. Dạ, mọi người biết không, dân gian mình có câu là thương thì cho roi cho giọt. Dạ, bài thi ngày hôm nay của Hải nó được tròn vẹn, nó được đi đến nơi và đến chốn như thế này là cũng nhờ công ơn dạy bảo, thương yêu và la rầy của thầy cô. Đó, tuổi thanh xuân mà, ai cũng có những cái dụng dại, những cái lúc mà mình sai, quấy. Đó, nhờ thầy cô đã hướng dẫn, đã dạy dỗ cho tụi em nếu mới có được bài thi ngày hôm nay. Em xin cảm ơn thầy cô. Dạ, em cũng xin tiếp lời của anh Đông Hải nè. Em cảm ơn Đông Hải đã tiếp tục mời em quay trở lại hỗ trợ cái bài tốt nghiệp đạo diễn của ảnh. Dạ, hồi xưa em bỏ học rồi, tại em lo chạy show quá, em kiếm tiền. Xong rồi cái em làm cái đêm đó banh chành, cái không ai mời show em nữa. Nghiệp em. Dạ, cho nên là hôm nay hy vọng là sau cái buổi diễn nó cũng suôn sẻ này, mọi người sẽ mời show em lại. Em cảm ơn mọi người. Ôi, mình chúc mừng một lớp kỷ niệm nha. Anh Photo lên tốt nghiệp rồi. Cảm ơn thầy cô. Chị đã nói là riêng cái nhóm của em là 2 diễn viên kịch ha, cho nên tụi em đã diễn sân khấu nhiều, tụi em có tư duy và cái đường dây chỉ hồng của nguyên cái mạch kịch này tụi em giữ rất chặt. Thời thanh xuân của tụi em quá thông minh để sử dụng cái voice up, cái lời nói của ban giám khảo đùng một cái rồi 1 năm sau. Và cái cú lật đó đó nó làm cho mọi người rất là sảng khoái. Và nếu như không có cái phần kết off voice vừa rồi á, để cho người ta lật lại cái vấn đề á, thì nó sẽ thiếu cái sự nhân văn rất nhiều. Và chính cái điều đó mà Nguyên Bộ chỉ ước một điều là thôi, nếu như bên trong các bạn bận thêm một cái trang phục gì khác, chỉ cần off là 1 năm sau các bạn vặt một cái, toàn bộ 4 bạn đều là 4 bộ đồ khác nữa, thì nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Anh trừ 0,25. Vậy bên này mình cứu lại, trừ 0,25, chị cho 20 điểm. Tổng cộng là tụi em còn 19,75. 19,75 điểm. Và bây giờ là thời gian dành cho 50 vị khán giả. 9,6 điểm. Xin được chúc mừng.